Thưa quý vị và các bạn, Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội thảo khoa học chủ đề Góc nhìn mới về bệnh dịch tả heo châu Phi với sự tham gia của các nhà khoa học, các công ty kinh doanh thức ăn, thuốc thú y và cán bộ ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên thế giới hơn 100 năm và xâm nhập vào Việt Nam từ năm 2019 để gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và làm giảm số lượng đàn heo đáng kể. Bệnh do virus gây ra, song đến thời điểm này vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, nên các nhà khoa học khuyến cáo người chăn nuôi thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi an toàn sinh học, bao gồm chọn giống tốt, xây dựng chuồng trại đúng kỹ thuật và dùng màng che kín chuồng nuôi, ngăn chặn côn trùng, ruồi, muỗi, chuột xâm nhập. Phun thuốc tiêu độc sát trùng thường xuyên, tăng cường dinh dưỡng cho heo khỏe mạnh, đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm khác. Riêng các công ty chuyên doanh thức ăn và thuốc thú y tích cực ứng dụng khoa học công nghệ sinh học vào sản xuất thức ăn, gia tăng sức chống chịu đối với dịch bệnh và thực hiện các mô hình tầm soát bệnh sớm cho các trang trại nhằm phát hiện sớm, khống chế bệnh kịp thời, ngăn chặn bệnh lây lan ra diện rộng, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.